Chào anh em, tiếp tục lại Bonsai VN giới thiệu với anh em một cái tác phẩm trắc mới này. Mà trắc đây là lũa để zin thôi nha, cho anh em thích chơi zin nha. Đây, giờ bấm. Cái này là chơi zin nha mấy anh em. Đây. Tác phẩm trắc dán trực lũa zin. Chơi zin nữa anh em. Cắt giật luôn, không cần phải làm gì hết. Rồi, xong. Chơi rất đẹp mấy anh em. Lũa nó nè. Đây là quay góc rộng thì nhìn nó chưa có hay. Chút quay góc hẹp mấy anh em xem. Lũa nó rin luôn, anh em thích làm ra mình làm. Bây giờ mình quay phân lũa cái đã. Khi nào mình làm mình sẽ quay lại. Làm lũa đó mình quay lại đăng tiếp. Hình góc đế của nó 72. Chiều cao 70. Hoành thân rất lớn nha. Hoành thân 41. Cây góc lõi rất đẹp. Đấy. Đây là mặt tiền của nó nè. Dượng quay dùm cháu đây chút. Đây giờ dượng quay dòng anh em xem nè. Thì trắc chay khá đẹp mấy anh em. Lỗ hang và dè rất là lũa rất là nhiều, 50 phần sống 50 chết. Bây giờ mình quay góc gần cho mấy anh em xem. Anh em mình soi nè. Đây là kích thước thực của nó rất là lớn mấy anh em. Rất là lớn. Dượng có thể lấy cái gầu đây em được, để nó so sánh thử anh em biết là sơ thôi, sơ sơ hoài thôi. Đó anh em thấy không? Rồi được rồi, dọn được rồi. Rồi cháu cái đây. Mặt lõi zin của nó nè, vô đây quay cho mấy anh em xem. Dượng quay. Đây. Đây là cái phần lõi của nó nè. Đấy, u cục nè, tắt lần để dừng em quay. Đây. Đó, nguyên đây là toàn bộ là lõi hết. Lõi zin của nó luôn đấy. Đó, đây là mình để zin nó chạy dọc thân xuống dưới đây. Qua đây luôn. Cây này là một cái cây tác phẩm trắc lũa zin. Quay. Rất đẹp nha. Quay đế mấy anh em xem đây, đế đây. Đó, thấy anh em thấy đế không? Mình để sâu để lại cho nó ăn phân đất. Vô là mấy anh em có thể về thay sang chậu tùy thích. Tỷ lệ sống 50 chết 50. Mấy cái đường mạch đây sau này mình lũa đây hết. Thì hôm nay là mình quay zin. Đó. Mấy cái đường này đường lũa của nó hết nha mấy anh em. Lũa hết á. Đây là lũa có tự nhiên nó nè. Anh em cần cái trắc này liên hệ vào Bonsai VN số điện thoại Zalo 0932411987 nha. Anh em mình cần cái trắc này liên hệ vào Bonsai VN số điện thoại Zalo 0932411987. Rất đẹp mấy anh em. Toàn bộ lũa zin của nó hết. Đây. Nhưng quay anh em xem chút nó. Tỷ lệ sống 50 chết 50 và tất cả là lũa zin chưa có được tạo tác gì hết và để zin gì chơi luôn. Cái giá trị của nó sẽ đẹp hơn. Còn anh em thích mình làm lũa ra rồi mình bôi bóng vô thì hello mình nếu chốt cái này đó, mình mới cắt đóng cái rễ rụt của nó đó. Rồi ok mấy anh em nha. Rồi xin được phép là mình kết thúc cái video tại đây nhé. Anh em mình cần cái trắc này liên hệ vào Bonsai VN số điện thoại Zalo 0932411987 nha mấy anh em. Cây trắc zin lõi thép để tàn phán tự nhiên á, cái trực cây này rất rất lớn.
Cây rất lớn mấy anh em, không có thể nhỏ nha. Rồi mình xin hẹn, nếu cái video này chưa có anh em nào chốt thì mình xin hẹn cái video clip sau mình sẽ làm lúa nó về lên lại nha. Lúc nó sẽ đẹp lung linh nữa. Anh em là thích chơi zin thì mình để riêng. Về mấy anh em mình lấy nhám chè hay lấy máy chè nhẹ lại còn không, để yên zin vậy mình chơi zin.